Công ty Bình An xin giới thiệu tới quý vị máy băm gỗ, máy băm cành, máy băm răm gỗ di động hiện đại mới nhất năm 2023, máy băm cành cây BQ400, sản phẩm chuyên phục vụ xử lý cành cây gỗ lớn thành đa dạng mảnh răm nhỏ. Máy băm cành BQ400 được thiết kế kiểu dáng hiện đại và khung máy chắc chắn. Các mối hàn được gia công tỉ mỉ, giảm sự rung lắc trong quá trình máy hoạt động và được lắp đặt thêm với bánh xe bản lớn cùng với hệ thống kéo đẩy thuận tiện cho việc máy di chuyển đi khắp nơi. Ở khung máy còn được thiết kế thêm móc kéo có thể áp dụng để di chuyển bằng ô tô, tháo lắp dễ dàng. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị thêm chân chống bệ kiểu mới, có thể điều chỉnh cao thấp để khớp với bắp nối xe, đỡ xe dịch máy trong quá trình hoạt động. Với trọng tải có khả năng lên tới gần 900 kg, chính vì vậy nên máy được đánh giá cao về sự tỉ mỉ chắc chắn trong thiết kế. Máy băm cành BQ400 sử dụng đầu nổ 40HP sẽ giúp máy đạt năng suất cao. Người dùng có thể chủ động vận hành máy ở mọi nơi mà không cần phụ thuộc vào nguồn điện hay lo lắng điện yếu không đủ tải. Kèm với máy là hệ thống bảng điều khiển và tay điều khiển ở cự ly gần, giúp người dùng dễ dàng quan sát máy và làm việc ở phía gần toa nạp và quả lô, không cần phải chạy ra phía sau vận hành đầu nổ. Máy băm cành BQ400 còn được thiết kế thêm với hệ thống bơm thủy lực, có chức năng bơm dầu thủy lực tuần hoàn tới máy nén thủy lực để vận hành quả lô kẹp kéo. Cửa xả được thiết kế dạng vòi cao, thành phẩm sau khi băm có thể phun trực tiếp lên xe chứa, thuận tiện cho việc thu gom. Và trước đó cửa xả còn được lắp đặt thêm nắp chắn giúp điều chỉnh hướng phun xa gần của thành phẩm. Máy có khả năng băm các loại thân cành gỗ tươi có đường kính lên tới 13 cm, từ đó cho năng suất cao từ 1 đến 1,5 tấn trên giờ và thành phẩm sau khi băm có thể đem đi tái chế. Với tính năng làm việc hiện đại, nguyên liệu cuốn tự động và bùng băm ưu việt, vậy quý vị còn đắn đo điều gì nữa? Nếu như quý vị cần tư vấn trực tiếp, có thể liên hệ ngay tới số điện thoại đang được hiển thị phía trên màn hình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi tới dòng sản phẩm máy băm cành BQ400 tới từ công ty Bình An.